Lỡ nghe uống sữa rồi thì làm gì với cái máy xay sữa hàng này? Thì nấu chè chứ làm gì. Hôm nay cùng Magic nấu chè sen nhãn nhé. Chuẩn bị hạt sen tươi và nhãn. Đầu tiên là phải hóc hạt sen chứ. Nói đến cái máy xay sữa hạt A96 này của nhà Magic, chắc tôi xin đổi tên em nó lại thành cái máy xay đa năng quá. Vì nó không chỉ làm được sữa hạt, nấu cháo, xay sinh tố, làm món hầm, mà còn được trang bị thêm cái khay hóc đi kèm để tận dụng làm nồi hóc được luôn nè. Quá đỉnh luôn rồi mấy bà ơi. Thấy người ta nấu chuyên nghiệp á, là cái hạt sen nó phải nằm gọn ở trong cái nhãn á. Mình mà bỏ chung vô nấu cùng một lúc thì toan luôn. Nên chọn loại nhãn dày cơm như thanh nhãn, nhãn lông để dễ bóc và có thể nhồi hạt sen vào bên trong như vậy nè. Hạt sen còn dư mình cho vào nấu tiếp nha. Tận dụng nước hấp sen lúc nãy, thêm nước rồi nấu đến khi vừa sôi lại thì tắt máy. Vì nhãn tươi nấu lâu quá sẽ không còn ngon nữa. Giờ thì ai mà nói mua nguyên cái máy này về chỉ để nấu sữa hạt, phí phạm gì trời. Là bạn có thể chứng minh ngay rồi á. Thật sự cái máy xay sữa hạt này của nhà Magic quá đỉnh luôn rồi. Bạn có thể cho đường trong lúc nấu thông qua ống tiếp nguyên liệu trực tiếp, hoặc nấu xong thêm vào sau cũng được. Nếu mà dùng lông nhãn khô để nấu thì bạn hầm hạt sen luôn, không cần hấp. Khi gần chín thả lông nhãn khô vào. Nhưng mà nấu theo cái cách đó thì tôi chưa biết là nhồi cái hạt sen vô nhãn lúc nào luôn rồi nha. Vậy thôi cứ làm thử như cách tôi chỉ ở trên nha. Chúc bạn thành công, đừng quên để lại một tim cho Magic bạn nhé.